em đều dọn dẹp, gọn gàng và sạch sẽ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thùy Linh, nhà ở Thanh Lương 21, khu đô thị Hòa Xuân, Đà Nẵng. Khi quyết định xây dựng một ngôi nhà thì khâu chống thấm là vô cùng quan trọng. Sau khi tìm hiểu và được người thân giới thiệu thì mình quyết định lựa chọn công ty chống thấm Hưng Thịnh để chống thấm cho ngôi nhà của mình. Mình thấy nhân sự của công ty chống thấm Hưng Thịnh, thứ nhất là về vấn đề kinh nghiệm thì nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao, kỹ thuật thi công rất là tốt. Thứ hai nữa là về thái độ lễ phép, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chú đạo. Thứ ba nữa là trước và sau khi thi công thì anh em đều dọn dẹp, gọn gàng và sạch sẽ. Trong một thời gian sử dụng dịch vụ của công ty chống thấm Hưng Thịnh thì mình thấy rất là hài lòng, nên là mình sẵn sàng giới thiệu cho người thân và bạn bè của mình để sử dụng dịch vụ của công ty chống thấm Hưng Thịnh ạ. Đến thang điểm 10, nếu chấm điểm cho công ty chống thấm Hưng Thịnh thì mình xin phép chấm là điểm 10. Mình xin chân thành cảm ơn công ty chống thấm Hưng Thịnh và xin chúc cho công ty Hưng Thịnh ngày càng hưng thịnh và phát triển hơn nữa.